Các bác nhá, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu các bác một con cua siêu phẩm nhá, con tay cụt siêu VIP đến từ thương hiệu của Echo. Hôm nay em có một con cua phải nói là cực kỳ đẳng cấp nhá, vừa về em vừa dọn xong các bác nhá, vừa dọn rửa sạch sẽ ngon lành cành đào lên giới thiệu cho bác nhá. Rồi xin ra giới thiệu chi tiết cái con cua này, mã của nó này, mã con cua ngày hôm nay sẽ là ECS 300, máy Echo Green, chạy siêu tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt thì dòng cua siêu cụt cho các bác nhá. Đây là một cái dòng cưa mà cánh đi cắt khai thác chuyên nghiệp hay là cắt chuyên nghiệp gọi là cắt mướn ấy ạ, hay là các bác dùng đang tìm con cưa cắt gia đình siêu VIP, siêu đẳng cấp thì các bác đang tìm con này rất là nhiều các bác nhá. Con này thì được trang bị cái lam mặt cắt 35, lam 40 nhá, xích là xài xích chung 91 này, các bác nhìn cái bộ lam xích theo máy quá đẹp luôn các bác này. Đấy, đi theo máy sẽ là cái lam mặt cắt 35 nhá, lam 40 đấy. Con máy này thì được trang bị trọng lượng của nó rơi tầm 3,7 kg, siêu nhẹ. Máy thì được trang bị chụp giật trợ lực lớn nhá. Đó, chụp giật trợ lực lớn này, giật siêu nhẹ nổ luôn, cho khả năng nhẹ nổ của máy lên gấp đôi luôn. Thắng xích thắng chiếc thì đương nhiên rồi, quá đẹp luôn. Có hết các bác nhá. Đấy, một con green quá xuất sắc luôn. Đấy, đây là khi các bác vận hành con máy này thì nắp bên trên này các bác đổ là xăng pha nhớt nhá, động cơ 2 thì. Còn đây là các bác đổ nhớt nuôi lam các bác nhá. Đó. Máy này thì em đã test ngon lành cành đào hết cho các bác rồi. Giá của con này em báo giá công khai nhá, là giá là 2.300.000 bao phí ship nhá, cho các bác nào đang tìm kiếm một con cưa siêu hệ, siêu VIP, cưa cụt siêu VIP nhá, cắt tỉa cành, tỉa nhánh leo trèo hay các bác mua về cắt gia đình. Các bác có thể tham khảo nhá. Con này thì được trang bị công suất là 30cc, nòng 36 ly các bác nhá, 30cc nòng 36 ly. Máy này các bác nhìn này, còn rất là đẹp nhá, đẹp xuất sắc luôn cho anh em. Rồi, em test nổ luôn đấy con siêu cụt này cho các bác nhá. Đây là nút bơm xăng phụ nhá. Các bác lưu ý vận hành khi máy có bơm xăng phụ thì các bác khi hết xăng các bác giờ đổ xăng vào, các bác ấn cái nút bơm xăng phụ lên cho đầy xăng như này, ấn tầm 3 4 phát nhá cho nó đầy. Đó, đây là lê gió của nó nhá. Đây em giới thiệu chi tiết luôn nhá. Nhiều các bác cứ hỏi là đây là cái gì, đây là lê gió khi khó nổ các bác kéo lên. Đó, khi nổ rồi các bác đóng xuống như này nhá các bác nhá. Rồi ok, con này sử dụng lê gió tự động các bác nhá. Rồi em test nổ con Echo, mã của nó ECS 300 nhá. Em sẽ quay luôn cả số series của máy này. Mã của nó 55036742 các bác nhá. Yamaha Pico Made in Japan các bác nhá. Rồi test nổ đây. Bao hơi, bao điện, bao bơm nhất, bao tất cả cho anh em nhé. Rồi ok, giá của nó 2.300.000 bao phí ship nhá. Khi em dọn dẹp thì em đã rút hết, thử hết nhớt rồi, rút hết là cho nó sạch sẽ chứ mình rửa giấy lên xong là nó hơi bị dơ chút xíu các bác nhé, bao hết cho các bác luôn. Con này giá là 2.300.000 bao phí ship nhá. Đó rồi ok, anh em nào đang cần quan tâm một con cưa siêu cụt siêu VIP hàng chất lượng cao thì các bác có thể tham khảo con này nhá. Đó, rồi ok, anh em nào muốn mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 2330. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.